Xin được kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, làm sao để giúp trẻ có thể uống thuốc dễ dàng và đúng cách? Thực hiện chủ đề lần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Và Hiền Thục xin được kính chào bác sĩ Khanh ạ. Xin chào Hiền Thục, xin chào alo bác sĩ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, thưa bác sĩ Khanh, việc mà những khi trẻ đau ốm thì uống thuốc là điều mà không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì đây cũng là một việc khá là khó khăn vì nhiều trẻ lại không chịu uống. Nhờ bác sĩ có thể hướng dẫn cha mẹ cần chuẩn bị như thế nào để trẻ có thể uống thuốc dễ dàng hơn ạ? Đúng là cái việc mà cho trẻ uống thuốc á là rất là nhiều phê. Có thể nói là có phụ huynh thì vật lộn như là trẻ, và thậm chí là bất lực khi trẻ ốm không biết làm sao. Nhát ít thì nó chỉ có đúng liều của nó thôi, có rất là nhiều thuốc cần uống. Cho nên cái việc mà chúng ta nghĩ tới mà con cái, chúng ta phải nghĩ tới có lúc nào đó chúng ta phải cho trẻ uống thuốc, và chúng ta phải tập ngay từ đầu từ nhỏ. Cái tập là tập thế nào? Thứ nhất á là chúng ta phải tập cho trẻ chơi búp bê và nói cái chuyện búp bê uống thuốc. Thì lúc đó trẻ sẽ ấn định là búp bê bình thường thuốc nhé, là cái đó là cái ban đầu là phải tập không cách nào khác. Cái thứ hai là ví dụ trẻ quá tuổi với trẻ uống thế nào và không nên dùng một áp lực bịt mũi bơm vào họng, điều đó là không nên. Bởi vì như vậy thì trẻ sẽ càng kháng cự lại, và lúc đó thì có khả năng trẻ sặc vào trong đường. Chúng ta có thể sử dụng những cái syringe nhỏ bơm vào bên cái cạnh má của trẻ đó. Và đẻ đương nhiên mình có thể sử dụng, có thể cái thuốc nằm tán ra được là pha đường, chúng ta sử dụng là siro ngọt, tập từ từ trẻ xuống được thôi. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì những loại thuốc như là thuốc dạng lỏng, thuốc viên nén này hay là con nhộng thì loại nào sẽ là khó nhất đối với trẻ ạ? Trẻ đương nhiên là cái loại siro là dễ uống rồi. Dạ. Siro rất dễ uống, nhưng mà cũng có những trẻ nó lại thích uống thuốc viên hơn, là uống cái đó là tùy trẻ thôi. Và đa số trường hợp thì siro sẽ uống hơn, dạng thuốc gói có mùi thơm thì uống hơn. Loại con nhộng mà cái loại mà mình không được tháo ra thì mình không thể uống tháo ra được. Có một số loại con nhộng được tháo ra thì mình tháo ra, có loại cho nghiền mình nghiền, thì tất cả những cái gì đó nó tùy thuộc vào. Cũng nếu trẻ không muốn được viên, chúng ta phải tán ra, uống nước dạng dung dịch, dạng gói, bột, pha loãng ra, nó không có một sự chọn lựa nào hết. Dạ. Nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn phương pháp là giã nát thuốc ra và bẻ làm đôi hoặc là làm ba để trẻ có thể dễ uống hơn. Trong trường hợp này chúng ta có nên hay không ạ, thưa bác sĩ? Vấn đề quan trọng là cái viên thuốc đó họ cho mình nè, mình tán ra thì mình tán ra, có khớp mình bẻ ra, chứ không có cái... Thường thường đa số là các thuốc mà mình có thể tán ra được. Có một loại thuốc thì có một số thuốc người ta bao phim, người ta cầm ngắm trong đường ruột, từ từ chúng ta mới bàn cái chuyện không cắt không tán thôi, chứ còn đa số các thuốc mình làm được hết. Dạ, có một phương pháp đó là nếu như mà em bé chê thuốc đắng và không chịu uống thì liệu rằng là chúng ta có thể dùng các loại nước ép trái cây mà em bé thích để có thể thêm vào thay bằng nước lọc có được hay không ạ, thưa bác sĩ Khanh? Chúng ta có thể pha bất cứ cái gì, miễn sao phải bé ngọt để uống thôi. Bởi vì cái lượng uống thuốc đó để pha các thuốc, cái nước đó thì nó không phải là quá nhiều. Thành ra cứ làm như bình thường. Dạ, nhiều em bé đã nói với cha mẹ rằng là trường hợp mà khi em bé uống thuốc xong thì lại có cảm giác là mắc ở cổ. Trong tình huống như thế này chúng ta giúp trẻ như thế nào ạ? Thường thường mà một cái em bé mà uống nước mắc ở cổ đó là có những cái viên thuốc đó, nó mình uống nước chậm quá thì nó khô, nó dính lại. Thì nó có thể cho trẻ ăn một chuối hay cái gì đó, nó uống nước thêm lại thì nó sẽ trôi xuống. Chứ còn trường hợp nó sặc thuốc thì nó khác. Dạ. Thưa bác sĩ Khanh, trên mạng thì có một cái mẹo nho nhỏ, đó là chúng ta dùng xi lanh để cho trẻ uống thuốc nếu như mà thuốc quá đắng, rằng là như thế thuốc sẽ chảy vào họng luôn, không qua lưỡi và sẽ bớt đắng. Theo bác sĩ rằng là mẹo này có nên hay không ạ, thưa bác sĩ Khanh? Thật ra cái mẹo này đó, nó không phải là qua không qua lưỡi, không có làm sao mà mình bơm xi lanh mà cái xi lanh của mình mà nó bị xuyên vào đó được sâu lắm. Cái xi lanh thì trẻ có cảm giác ngậm vô, mình dễ chế hơn thôi. Chứ không phải là cái syringe đó là sẽ thoát được cái lưỡi, cái vị nếm không đắng nó không có xung phát được. Đắng hay ngọt thì là do cái thuốc hoặc là do cách mình pha thuốc, cái đường này không được. Chứ còn cái syringe đó thì nó gọn, bởi vì nếu mình chế bằng muỗng thì nó sẽ nhòe gì đó, còn trong cái syringe đó thì cái syringe nhỏ trẻ cũng ngậm được, nó được bơm nhẹ nhàng.
thì cái tốc độ bơm nó nhẹ nhàng là chứ còn cái serum nó không thể nào mà chúng ta đưa qua được cái thử đó. Và để giảm đắng không có cái đó, chỉ có nó gọn thôi. Dạ, ở trong trường hợp đã lực bất tòng tâm và dụ mãi mà con trẻ vẫn không chịu uống thuốc thì chúng ta nên làm như thế nào ạ thưa bác sĩ? Không cách nào khác là dụ thôi. Chúng ta không thể bóp miệng bóp mũi mà để chế vô bé được. Cho nên tôi nói là ban đầu trước khi bé bị bệnh tập cho bé chơi lúc bê là phải uống thuốc, phải mô tả, phải nói. Còn nếu mà chúng ta chờ đấu vật với nó thì làm thất bại. Dạ, ở việc tuyên dương và thưởng cho con sau khi mà trẻ uống thuốc xong, liệu rằng có phải là tập hư cho con trẻ hay không, và có nên làm điều này hay không để khích lệ tinh thần của trẻ hả thưa bác sĩ? Cái việc chúng ta khen thưởng sau khi trẻ một hành động một cái gì đó, không phải như là uống thuốc ha, hành động gì có đó tốt, hành động gì đó đúng thì chúng ta bắt buộc phải khen thưởng. Chúng ta khen thưởng cái gì đó mà giúp cho trẻ thêm về khả năng tiếp xúc, khả năng học hành, khả năng ngoan ngoãn thì chúng ta cứ thưởng thôi, đồng riêng người uống thuốc. Cho nên cái cách thưởng của mình là tùy. Ví dụ mình cho trẻ đi một cái chơi gì đó, thưởng cho trẻ là được trở đi chơi một vòng, ví dụ vậy, thưởng những cái đồ chơi gì mà nó an toàn cho trẻ thì cái đó bình thường không đi uống thuốc. Đó là khuyến khích thưởng khi mà trẻ hành động một cái việc mà rất là tốt mà lúc đó trước đó trẻ không có làm. Dạ, trước khi khép lại chương trình hôm nay, giờ bác sĩ Khanh có thể gửi một vài lời khuyên với việc giúp các bậc phụ huynh có thể cho con trẻ uống thuốc dễ dàng hơn và một số lưu ý nhỏ nhỏ. Chúng ta nhớ là trẻ con hay người lớn cũng vậy, trước sau gì thì người lớn cũng người nhán thuốc, người lớn cũng người uống thuốc rất là dễ. Cho nên khi chúng ta có trẻ nhỏ ở nhà, ta phải được lúc nào đó chúng ta phải cho trẻ uống thuốc, mà chúng ta đừng có để đánh mất trẻ một thời gian. Bởi vì khi trẻ lớn lên sẽ ý thức trẻ sẽ tự uống được hết. Mà chúng ta để đừng có đánh bật cái trẻ thời gian cho suy nghĩ, cho nên ta tập mà. Tập bằng cách gì? Tập bằng những chơi búp bê, cái tập uống thuốc, rồi chúng ta giáo nói trẻ là ốm thì phải uống thuốc hết thì mới đi học. Nhưng chúng ta khuyên bảo và có những cái biện pháp bằng sơ lanh hay là làm ngọt hơn đó. Và đặc biệt chúng ta đừng có cho trẻ uống thuốc mà khi nó no bụng, no bụng đói ra thì đói nữa, nó lại càng sợ thêm. Đặc biệt cái những loại thuốc mà bắt buộc uống sau khi ăn thì mình uống sạch nha. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Khanh với những lời khuyên và thông tin hữu ích ở chủ đề lần này. Cảm ơn tất cả quý vị vì đã quan tâm theo dõi. Thưa chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc, đặc biệt là vững tâm đi qua đại dịch Covid-19. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.